đêm công bố kết quả Rap Việt vào tối 14 tháng 11 năm 2020 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Chương trình đã lập kỷ lục hơn 1,1 triệu người xem cùng lúc trên YouTube, trở thành chương trình có số lượt xem cùng lúc cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, sân khấu trực tiếp cũng thu hút nhiều nghệ sĩ tham dự với vai trò khán giả như nghệ sĩ Hải Xuân Bắc, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ ST, diễn viên Thúy Ngân, Khải Như. Có thể nói 8 thí sinh với 32 phần thi tại 4 phòng đấu đã tạo nên một hành trình khó quên tại Rap Việt, bao gồm Thành Tro, Tờ Linh, Jay Lang LD, APT MCK, APT Gonzo và Jidaki. Trong đêm chung kết này, các thí sinh đã mang đến những màn trình diễn kết hợp cùng giám khảo và huấn luyện viên vô cùng đã mắt, đã tài. Tuy nhiên, phần bình chọn thì đã bắt đầu từ đêm thi trước. Chính vì thế điều khán giả mong chờ nhất chính là giây phút công bố kết quả. Với 196.949, tương đương với 20,28% phiếu bình chọn, Jay đội Huawei đã chính thức trở thành quán quân của Rap Việt 2020. Danh hiệu Á quân thuộc về Jidaki đội Karik. Các thí sinh còn lại nhận giải đồng hạng ấn tượng. Ngay sau chương trình, Jay đã có những chia sẻ đầu tiên về hành trình đến với Rap Việt. Em đã có một cái nỗi sợ rất là lớn là lúc đó em thấy mọi người đăng ký đi và em rất là vui, em rất là háo hức vì em cũng là một bạn trẻ thôi và em thấy được mọi người được tham gia, nhưng mà cái hình xăm của em liệu nó có làm cho em đến với chương trình Rap Việt này được không? Thì lúc đó nỗi sợ đó là lớn nhất với em. Và khi mà tất cả mọi người đều khuyên em là tại sao không? Tại sao em không thử? Tại sao em không làm? Nếu như em không làm thì làm sao em biết được là em có làm được hay không? Thế là lúc đó em bắt xe đi trong đêm luôn. Từ trong đêm đó em bắt xe xuống tới Sài Gòn và sáng là đến casting. Thì khi mà em casting xong em đi về thì khoảng một tuần sau em nhận được cái tin là em đã được ứng tuyển vào các thí sinh trong cái chương trình Rap Việt. Thì cái đó mới là sự là bất ngờ lớn nhất đối với em. Theo công bố từ ban tổ chức, quán quân Rap Việt 2020 nhận được 500 triệu đồng tiền mặt từ nhà sản xuất, 500 triệu đồng tài trợ ghi âm và phát hành âm nhạc từ Warner Music Việt Nam và một chiếc TV từ nhà tài trợ.